thì gây ra những biến chứng ở hầu hết các cơ quan trong cơ thể, nhưng tiêu biểu nhất là các biến chứng ở mạch máu, ví dụ như ở tim, ở thận, ở mắt, ở thần kinh, ở ngoài da, ở phổi, ở hệ tiết niệu, ở hệ tiêu hóa. Biến chứng mạch máu ở người tiểu đường thì có thể chia làm biến chứng mạch máu lớn và biến chứng mạch máu nhỏ. Biến chứng mạch máu lớn thường xảy ra liên quan đến những rối loạn chuyển hóa lipid, là hậu quả của quá trình tăng đường máu kéo dài, dẫn đến những mảng xơ vữa ở những mạch máu lớn, ví dụ như ở mạch vành, mạch não, mạch chi, có thể dẫn đến ví dụ cơn đau thắt ngực không điển hình, ví dụ như là nhồi máu cơ tim, ví dụ như đột quỵ não, hoặc là những cái biến chứng gây hẹp mạch chi. Những biến chứng gặp mạch máu nhỏ của đái tháo đường, ví dụ như biến chứng ở mạch thận, có thể gây nên bệnh thận ở đái tháo đường. Biến chứng ở mắt gây nên bệnh mắt ở đái tháo đường. Ngoài ra, những biến chứng ở hô hấp, ví dụ như là bệnh nhân hay bị viêm nhiễm ở đường hô hấp do cái sức đề kháng của cơ thể bị kém đi do đái tháo đường, do đường máu quá cao, ví dụ như hay gặp nhất là lao phổi, viêm phổi, thậm chí là áp xe phổi ở những người có đái tháo đường. Và đặc biệt, những triệu chứng hô hấp ở những người có đái tháo đường thường khá là âm thầm, bệnh nhân đi khám và tình cờ phát hiện ra những tổn thương ở phổi. Ngoài ra thì những triệu chứng ở tiêu hóa cũng khá là hay gặp ở những bệnh nhân có đái tháo đường, thường liên quan đến những cái viêm nhiễm ở vùng răng miệng, ví như viêm lợi, viêm quanh răng, và những cái biến chứng gây ra những cái tiêu chảy kéo dài và không tìm thấy nguyên nhân. Những biến chứng ở hệ tiết niệu của những bệnh nhân có đái tháo đường cũng khá là hay gặp. Những đơn giản nhất đó là những cái nhiễm khuẩn tiết niệu tái đi tái lại nhiều lần, thậm chí là nhiễm khuẩn tiết niệu cao, ví dụ như viêm thận, bể thận, áp xe thận. Và đặc biệt, một biến chứng hay gặp nhất ở bệnh nhân có đái tháo đường đó chính là bệnh thận đái tháo đường. Bệnh thận đái tháo đường tiến triển âm thầm nhiều năm, dẫn đến mất chức năng thận và cuối cùng là bệnh nhân sẽ phải lọc thận, thận nhân tạo. Biến chứng thần kinh ngoại vi cũng là một trong những biến chứng mà khá hay gặp ở những bệnh nhân có đái tháo đường và thường là biến chứng xuất hiện khá là sớm. Bệnh nhân thường đến khám với những triệu chứng ví dụ như tê bì những đầu ngón tay, đầu ngón chân ở những vùng xa ở cơ thể, hoặc có thể có những rối loạn cảm giác đông, ví dụ như nóng rát ở một vùng nào đấy trên da, có thể là tê bì, có thể là kiến bò. Ngoài ra thì những biến chứng ở mắt cũng khá là hay gặp ở người tiểu đường. Biến chứng ở mắt thì thường chia làm nhiều giai đoạn, đó là bệnh lý võng mạc đái tháo đường chưa tăng sinh, bệnh lý đái tháo đường tăng sinh và phù hoàng điểm, và cuối cùng là mất thị lực hoàn toàn. Những cái sẩn ngứa cũng như là mụn nhọt ngoài da cũng khá là hay gặp ở người tiểu đường, đấy là do cái sức đề kháng của cơ thể giảm. Chính vì vậy, những hệ vi khuẩn bình thường có thể sống chung cộng sinh trên cơ thể người có thể mạnh lên và gây bệnh cho những người có đái tháo đường. Và một biến chứng cuối cùng cũng là biến chứng gần như nặng nề nhất đối với người đái tháo đường, đó chính là biến chứng bàn chân. Đối với những người khỏe mạnh hoàn toàn khác thì những cái sức sẹo, những cái tổn thương ở bàn chân có thể tự liền, hầu như không phải chăm sóc gì. Nhưng ngược lại, ở người đái tháo đường với đường máu cao, với sức đề kháng giảm thì những cái tổn thương có thể là rất nhỏ đấy, mình có thể vô ý bỏ qua, nhưng nó có thể tiến triển thành những ổ loét, thậm chí để lại hậu quả cuối cùng, đó chính là cái cắt cụt chi. Chính vì vậy, đối với những người có đái tháo đường thì việc thăm khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ, kiểm tra đường máu định kỳ và thăm khám phát hiện những cái biến chứng sớm là điều vô cùng quan trọng để có thể bảo toàn được cái sức khỏe cho người bệnh.